Ok đúng không? Không vấn đề gì cả. Bây giờ chúng ta đã đi tiếp được mà không còn bị lỗi đó là nằm mê cái gì đó nữa. Thế nào? À, như cũ à? What the hell? Quân nó các bạn ạ. À. Chiến thôi. Sao cái nòng ngắm nó to thế nhỉ? Cái gì ạ? À? What the hell? Hold F là cái gì ạ? À để bay các bạn ạ. Ủa what the fuck? Trên đây các bạn ơi. Đúng rồi, chiến tranh tương lai khác. Cảm giác khác biệt vãi chưởng rồi. Quân địch hay quân ta đây? Di chuyển nào. Để chúng ta đi theo anh chàng này. Anh ra đen. Chơi game à? Chơi game giờ làm việc à? Nhìn chăm chú thế anh. Ui. Sẽ có bom thế nào nhá? Cái gì ấy? Cái gì ấy? Ôi. Có bom nhìn cool ngầu vãi chưởng các bạn ạ. À. Oh. Vãi chưởng thì còn lưu đạn đấy mà cũng màu mè như vậy đâu. Mình lén lại cho các bạn coi nhá. À. Cái gì ấy? Cái nhỉ? Có con rùa hạng xịn như này cơ à? Ấn hai lần spike là các bạn có thể bay được nhá. Sợ rồi, sợ rồi. À, quét định vị đối phương các bạn ạ. Nó giúp chúng ta xem ấn quả quy ấy, ném ra nó sẽ giúp chúng ta xem là đối phương đang ở chỗ nào. Các bạn thấy không? Đó đỏ ấy. Kinh nhỉ? Chiến tranh hiện đại khác. Phóng phía trước nữa các bạn ơi. Bay lên nhá, phóng phía trước rồi. Ơ, cái gì đấy? What the fuck? Cái gì nó bắn mình các bạn ạ? À? Mình đéo biết nó là cái gì cả. À, như là cái này này. What the fuck, nó là cái gì vậy? Cái gì đấy? Trông ghê vậy? What the? Cho mày quả đấy. What the fuck, nó là cái gì vậy? Sao đối phó với nó? Enter. Chui trong cái xe này các bạn ạ. Ây, đau. Ây. I try. Đây rồi, có cái này phải bắn được nó các bạn ạ. À. Nghe nói tụi bay mạnh lắm. Ui, nó bắn giả. What the fuck? Có đông quá các bạn ơi. Rồi, có dụng rồi các bạn ơi. Ý, quả xe à, IMA nhỉ. Game chết đấy. Ai đây? Ui à, xinh vậy. À, quảng cáo điện tử các bạn ạ. Hàn Quốc đấy các bạn. Hàn Quốc của 2050 đấy các bạn. Xe. Càng nét các bạn ơi.
đến giờ biểu diễn. Xe xe. Cái này có nhiều đạn hơn nữa thì bắn sướng các bạn ơi. Đoạn em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Quả nết, quả nết. What the fuck. À xin lỗi nhá. Nhầm nhầm nhầm. Cái này là cái quái gì vậy? Súng gì kỳ quặc vậy? Đấy đi. Súng Trung Quốc à? Made in China. Ủa chết rồi, vào đi rồi. Nó đông quá các bạn ơi. Đạn thì ít nữa nhé. Mỗi 30 viên bắn tè 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 ra hết. 250, cái quái gì cũng có mà sao. Có mỗi cái băng đạn nó không cải tiến được. Ây ây ây. Cái nào chỉ có 30 viên đạn nữa các bạn ạ. À? Cái nòng ngắm này thôi đấy. Ui chồng, tôi mới cầu kỳ vãi trưởng luôn đấy. Thừa thãi một cách hơi khó hiểu. Cái gì vậy? Mình vừa thêm cái gì đó các bạn ạ. Mà mình đã biết là cái gì cả. What the fuck cái game này. Need to cross over to the other side. Get your boosters ready. À, hầu ép để hạ cánh. Xe, xe. Chúng ta phải bay giữa không trung các bạn ạ. Ơ, lên kia à? Bắt theo. Không nói sớm. Cái gì đấy? Bạn đang không ăn thua các bạn ơi. Xuống dưới à? Hay làm gì đấy? Xuống thật à? Giờ làm gì đây? Bobby, Westphone, Platform. Proceeding on foot. ETA 15 mics. Copy that. We are strong holding our position. Over. Vậy chúng ta sẽ đi phá hủy cái gì đó. Hơi khó nhìn các bạn ạ. Ủa thằng này không sao hết, sợ rồi. À, có súng mới các bạn ơi. Mình vừa thấy một cái súng nào đó ở đây mà nhỉ. À đây. Bắn xem là thế nào nhá. Tụ điểm có vẻ là thay đạn rất nhanh các bạn ạ. 40 viên đạn luôn. Được đấy, chơi súng này đi. Càng nhiều đạn bắn càng sướng các bạn ơi. Đáp cái này chúng ta sẽ nhận diện được đối phương ở đâu. Đè. Nhanh không? Khí tài quân sự. Giật cả mình. Đi ra mấy cái kiểm soát vé tàu. Ai đây? Sibin Spania. Có lẽ là hãng thời trang. Đâu rồi? Cho ai đâu rồi? Blackpink đâu rồi? SDSD đâu rồi? Đâu hết rồi? Hả? À, open nữa. Mở cái cổng này ra. Gì vậy? What the fuck? Ui à, đồng đội à? Kinh nhỉ? Con này xuất hiện nó còn cool ngầu hơn cả mình các bạn ạ.
Một tay nó nhấc lên được á, really? Cái nhân vật mà chúng ta bảo vệ à? Vậy nhân vật cấp cao. Lại là cái bà lúc nãy. Tại sao lại phải đi bộ khi mà chúng ta có thể bay? What the fuck? À, địch chưa? Hả? À, đi. Quả nết này ảo diệu quá. Mình bảo, ui, đau thế. Ở đâu vậy? Ê. Đây à? Nhìn nhầm các bạn ạ. À, trên mái nhà kìa. Trên lầu 2, trời ơi. Cái màn hình nó cứ bị rung 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 là mình không nhận ra đối phương ở đâu cả. Mới cả cái màu quần áo của nó khá là giống của mình. Sao chưa? À, đây là bọn nó mà đâu phải đồng đội mình đâu. What the fuck? Ôi. Thằng nào đẩy mình ra vậy? What the fuck? Vẫn không kịp hạ được nó các bạn ạ. Khoai quá. Đoạn này phải bình tĩnh hơn tí nữa. Để thả sao bọn nó chạy bộ ở đây. Mình đã to bay lên kia là quân địch chứ. Trời ơi. Cái quả nết sao nó bay. Nếu hiểu nó cái cơ chế bay của nó là như thế nào à? Nào. Đâu. Khỏe hết rồi. Tiếng đạn nghe hơi chuối các bạn nhỉ. Nghe cái bẹt 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 kiểu gì ấy. Lầu à? Quay đi nào. Chuột cao quá. Còn đứa nào? Còn nào bay như chim vậy? Từ đấy mình độc quyền nhé. Cái bọn khốn, ấy bố ơi. Đâu. Nết. Bên kia nhà là bắn qua các bạn ạ. Ok, đục đuổi. Ok. Còn đứa nào nữa? Oh, hết sử đạn rồi các bạn ơi. Mình nhận lại đạn đã. Hờ, nó có quả nết. Ô, quả nết tự sát. What the fuck? Gì vậy? Chết rồi, nhảy vào giữa lòng nó rồi. Mắt lần nhìn nó cũng vậy. Ai, đâu? Hết chưa? À đây, còn thằng nữa. Nó bắn từ lâu à? Nó vẫn đang ngò các bạn ạ. What the fuck, really? À, còn thằng bắn rocket đấy à. Bom. Bay nhảy cảm giác đá đâu các bạn ơi. Ê, em xin lỗi. Gotta move it.
đáp quả này ra là biết bọn nó đâu hết rồi. Đéo có ai á, Lily. Hồi xong không kịp, thằng này khỏe quá. Qua đoạn này, qua vào đoạn này. Lại nào. Quên, đầu này cơ mà. Có đây không? Nhân đường rồi. Đi ra nào, đừng bắn nhầm rồi. Thấy chưa? Đát gì mày, đát gì mày, đát gì mày. Ây, có bom ngay chân mình, what the fuck. Giải quyết khá là dễ dàng với quả bóng quy các bạn ạ. Bom rất im ba. Súng gì ấy? Súng này nhiều đạn hơn không? Ờ, ưu điểm là thay đạn khá nhanh. Nhưng mà bắn bớt các bạn ạ. Bắn bớt thì khó chịu á. Trả súng đây. Đâu rồi? Ờ, à đây. Đi nào. Đội à, xít thì bắn các bạn ạ. 15m. Còn gì đây đúng không nào? Cho anh thêm nhiều bất ngờ mới xem nào. Ngoài cái trò bay nhảy ra và đa dạng vũ khí, nhưng toàn vũ khí cùi. We need to get eyes on the demo team. Mitchell, over here. Gì vậy? Ống nhòm. Vô lý. Over there. Đấy, nhiệm vụ chúng ta là hạ cái máy bay đó các bạn ạ. Vào cửa này. See their explosive packs. We can still do this. Sir, we aren't a demolition team. We're not. Pan cái gì? We wait for another demo team and that launcher is going to move position. I'll get the charges, sir. Just give me cover. You sure will? Yeah. I can make it. Okay. Mitchell, go with Ayers. We'll cover your movement. Let's do it. Đi gặp. Đi gặp à? Cứ đúng đội à? Ai à? Chưa gì đã bắn nhau rồi. Phải đồng đội không nhỉ? Mình không nghĩ vậy, đúng rồi. Không bắn xuyên xuyên kính rồi. Vậy chắc là cái mục tiêu ở đây là dễ nhận ra rồi. Còn những mục tiêu khác khá là khó nhìn. Và nhiệm vụ của mình thì chắc chắn rồi. Nhớ lo nào anh em ơi. Cái gì vậy? Hết đạn à? Cứ bị đẩy liên tục các bạn ạ. À? Không hiểu tại sao ấy. Châu ấy. Ôi mày. Súng xịn rồi. Ôi không xịn lắm các bạn ạ. Mình cứ tưởng nó có băng đạn to đùng. Rồi, pick up hành trang này. Ai ta chết rồi. Mình thay đạn hơi lâu. Hơi lâu thật. Ở lên máy bay à? Sợ, chúng mày vào hết đây, chúng mày vào hết đây. Anh xin lỗi. Thôi rồi, bây giờ thì có lẽ mình sẽ dừng cái phần review game lại đây thôi.
chơi nữa, chơi mãi, chơi hết game các bạn mất. Được chưa nào? Đó là như vậy là mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và crack cái tựa game Advanced Warfare cũng như là sửa cái lỗi 5M gì đó, đúng không nào? Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Nhớ subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể đó là cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Chào tạm biệt các bạn.